Hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn xem cái mặt mây của chiếu Muji, hai mặt, một mặt mây và một mặt lụa, với lại mặt mây của chiếu MJ Kazo, một mặt mây thôi nhé. Thực ra là đây các bạn có thể nhìn này, nó giống hệt nhau luôn, không khác gì cả. Đây, đây là chiếu Muji một mặt mây một mặt lụa. Đây là chiếu MJ Kazo. Mặt mây giống hệt nhau luôn. Chỉ có khác nhau là đây, mình sẽ so sánh sự khác nhau cho các bạn xem. Đây về cái bo viền. Bo viền của cái chiếu Muji một mặt mây một mặt lụa đây. Mẫu bo viền thì có thể thay đổi theo thời gian nhé. Mẫu bo viền của mẫu chiếu Muji một mặt mây một mặt lụa đây, nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, về cái mặt mây hoàn toàn giống nhau nhá. Bây giờ đến cái phần mặt mặt sau này. Đây các bạn này. Đây các bạn. Cái chun ở chiếu Muji một mặt mây một mặt lụa nó cũng sẽ chắc chắn hơn. Đây là mặt lụa. Mặt lụa. Còn chiếu này nó sẽ là một lớp nốt. Đây, lớp nốt. Lớp nốt mỏng đây. Chiếu này là một mặt lụa đây. Bạn nhìn kỹ nhá. Mặt lụa nó đan thành hình các hoa văn rồi thì nó đan theo kiểu may đan đấy các bạn, cho nên nó rất thoáng mát chứ nó không phải là như một tấm kiểu như tấm vải ấy, vải lụa mà mặc quần áo đâu. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, ô thoáng của nó rất mát và thành hình hoa văn rất đẹp này. Cái này thì mình có thể dùng hai mặt. Một mặt mây thì có thể dùng mùa nóng, mùa ấy hơn. Còn mặt lụa này các bạn có thể dùng mùa thu, mùa đông. Có thể dùng được quanh năm. Đó, đó chỉ là đó là sự khác nhau cơ bản về cái mặt lụa, khác nhau vào cái phần bo viền thôi. Đây. Các bạn có thể xem. Đó. Còn bên mình có cả một mẫu mẫu chiếu Muji. Muji một mặt mây một mặt lụa, không có chun bốn góc và có không có hai vỏ gối. Nó cũng giá cũng sẽ rẻ hơn những cái rẻ hơn tầm mấy chục 100 một cái so với bộ có tặng kèm hai vỏ gối và có chun bốn góc nhé. Các bạn có thể tùy vào nhu cầu của các bạn này chọn lựa những loại chiếu cho phù hợp và giá cả. Về mặt mây thì giống hệt nhau các bạn ạ. Mặt mây lụa nó giống hệt nhau luôn. Có mặt sau khác nhau. Chiếu kia thì nó chỉ khác là nó không có chun bốn góc và nó không có vỏ gối tặng kèm thôi. Đây, mình sẽ quay cái vỏ gối cho các bạn xem. Vỏ gối tặng kèm đây. Đó. Vỏ gối loại to nhá. Kích thước khoảng 50x70. Đây. Cho nên các bạn có thể lồng luôn cả cái gối nhà mình vào cũng được. Nằm cho mát. Mình đang cầm cái chiếu 1m2 cho nên nó sẽ có một vỏ gối. Còn nếu mà chiếu từ 1m5 trở lên là sẽ có hai vỏ gối tặng kèm nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt. Nếu mà bạn nào mà muốn biết rõ hơn ấy thì có thể liên hệ hoặc gọi số điện thoại hoặc là gọi Zalo cũng được, 0973 103832 nhé, hoặc là vào website
siêu thị mua rẻ.com để xem chi tiết. Hoặc các bạn có thể vào hai fanpage chính của bên mình, đó là siêu thị mua rẻ.com và fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội, để các bạn tham khảo thêm về thông tin chi tiết nhé. Bạn nào cần xỉ nẻ thì inbox cho mình hoặc liên hệ 0973 103832. Và tạm biệt các bạn.